Dạ xin kính chào quý cô chú anh chị em. Hôm nay shop Lê Quốc Đồ Xưa xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị em là có mới nhập về một số sản phẩm. Thì đầu tiên sẽ shop giới thiệu một cái bàn nha quý cô chú. Đây xin mời quý cô chú xem tổng thể cái bàn này. Dạ chất liệu cái bàn này là cẩm lai, 100% cẩm lai nha quý cô chú. Dạ. Chân nhọn. Rồi đây là bốn cái chân ha quý cô chú ha. Dạ. Thì shop sẽ lấy cái này mặt kiến. Shop giao lưu sao thì để vậy. Shop giới thiệu xinh nhất. Cái này shop cũng đã vệ sinh sạch sẽ về quý cô chú chỉ sử dụng thôi. Chất liệu là cẩm lai hết quý cô chú. Rồi chân thứ nhất. Đây là chân số 2 nha quý cô chú. Cái này là cẩm lỗi không nha quý cô chú ha. Cẩm tinh lỗi rất đẹp nha. Chân số 2. Nó có dòng bụng á. 28 đó quý cô chú nha. Nó rút nhọn xuống. Cẩm lai này rất là đẹp ha. Luôn những gì mà cẩm lai hết. Cái này về quý cô chú có thể làm bạn ăn. Hoặc là nếu có mặt gỗ á thì mình làm bàn mặt gỗ. Shop đây là chân số 3. Chân số 3. Bốn chân thì giống nhau ha quý cô chú nha. Nó gồm có bốn chân. Cái này nếu như quý cô chú cái này sắp không có mặt gỗ nha. Quý cô chú mặt gỗ để lên là sẽ đẹp hơn. Chân số 4. Và dìm số 4. Dìm cẩm luôn nha. Cẩm hết nha quý cô chú. Cẩm lai 100% cái bàn này chỉ có cái mặt là kiến cường lực thôi. Phía trên cũng được gia cố chắc chắn nè. Giờ đây xin mời quý cô chú xem tổng thể là cái bàn cẩm lai 100%. Cẩm lai này trải qua mấy chục năm rồi mà vẫn sử dụng tốt. Shop chỉ lau chùi sạch sẽ thôi. Bây giờ trên thị trường Việt Nam mình không còn cẩm lai nhiều đâu. Tại vì bây giờ toàn là cẩm Nam Phi với cẩm nước ngoài nên không có tốt bằng Việt Nam mình xưa. Đây shop sẽ đo cho quý cô chú xem. Chiều dài mặt kiến này là 162 ha. 162. Ngang là 80. Ngang 80.
cao là 75. Quý cô chú có thể xài mặt gỗ hoặc là, tại vì shop chỉ có cái kiến cường lực rồi thôi, nên giao lưu cho quý cô chú dễ mua bán. Quý cô chú nào chưa đăng ký kênh, đáng giúp dùm shop một cái đăng ký và chia sẻ. Shop Lưu Quốc Đồ Xưa xin cảm ơn. Cái tủ, cái bàn, nhớ cái gì nhắc cho phụ huynh nha. Cái bàn cẩm lai 100% này, shop xin giao lưu 3.9 triệu nha quý cô chú nha. Cái bàn cẩm lai là 3.9 triệu. Cuối video clip cũng cảm ơn quý cô chú đã xem hết clip này. Kính chúc quý cô chú sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và được bình an. Dạ, shop xin cảm ơn rất là nhiều.